được bố tôi giới thiệu về cái món ăn đó là gà đồi hấp lá chanh. Các bạn nhé, sau khi con gà được mổ sạch này, ta sẽ cho vào nồi, úp ngược con gà lại, mổ phanh ngực, cho một chút nước mắm. Cho một chút nước mắm. Bố có thể nói thêm về cái món này đi bố. Một chút nước mắm không có gì, cho nước mắm luôn là hấp chín trong vòng 10 phút. Trong vòng 10 phút đấy ạ? 10 phút là đã chín. Nó sẽ ngon hơn món luộc đúng không ạ? Ngon hơn. À. Khi mổ phải nhớ là phanh như thế này. Đấy, các bạn nhìn nhá, phải phanh ngực nhá. Ở dưới là còn có cả gừng nữa đúng không ạ? Gừng, nước mắm, một chút nước mắm. Thế con này thì dùng trong mâm mấy người đây nhỉ? Bữa có đủ không bố? Các bạn có nhìn nhá, gà đồi đấy, gà đồi nhà tôi này. Một con gà trống rất là ngon này, đấy đấy đấy. Các bạn hãy đợi tôi nhá, trong vòng 10 phút sau khi mà món ngon này các bạn sẽ xem nhá. 10 phút nữa thôi nhá. Xong thì chúng ta bắt đầu là cho lên bếp ga hấp trong vòng 10 phút. Thì trong cái thời gian đợi 10 phút thì chúng ta sẽ quay ra nhìn đàn gà nhà tôi nhá. Đây đúng là gà quê luôn. Gà đồi luôn các bạn, 100% gà đồi luôn. Những con gà rất là thơm ngon các bạn nhìn nhá. Chứ không phải gà công nghiệp đâu, đây các bạn nhìn này. Đây là đàn vịt nhà tôi này, đấy rất là nhiều nhá. Đấy, đấy. Đây, đến với quê tôi thì có đặc sản gà đồi này, gà trọi này, các bạn cũng thể nhìn thấy nhá. Rất là nhiều gà, rất là nhiều gà. Đây, đây. Đấy. Các bạn có thấy nghe tiếng kêu của gà của vịt không ạ? Đấy. Quê tôi rất là nhiều gà vịt. Không cháy mà thơm vịt. Trong cái thời gian rất ngắn, các bạn có thể ngửi thấy mùi thơm của nó không ạ? Rất là thơm. Bởi vì là nếu mà chúng ta luộc thì sẽ rất lâu để sôi. Nhưng mà khi mà chúng ta hấp như vậy, lá chanh này, gừng này, thì trong vòng mới có 3 phút thôi mà tôi đã ngửi thấy mùi thơm của lá chanh này, của gừng này và cái mùi nước mắm đó. Thơm quá các bạn ơi. Các bạn hãy cùng tôi đợi thêm một chút nữa nhá. Chỉ còn khoảng 5 phút nữa thôi là chúng ta sẽ có món gà đồi hấp lá chanh. Đấy, chưa? Sau thời gian đủ 10 phút và chúng ta đã có một món gà đồi hấp lá chanh thật là ngon. Các bạn có thể quan sát nha. Và sau đây chúng ta sẽ bỏ ra để chuẩn bị chặt và xếp lên mâm. Các bạn có nhìn thấy là món gà rất là ngon đúng không ạ? Nhìn chưa? Nói chung là rất là thơm. Ăn mà có thể quên đường về quê mẹ đó. Thơm quá, thơm quá, thơm quá các bạn ơi. Và chúng ta sẽ quay cảnh nhà nhá. Đây, sau đây là tôi sẽ bỏ con gà lên thớt. Các bạn có thể chiêm ngưỡng nha. Đây. Các bạn nhìn nào. Rất là đẹp đúng không? Rất là đẹp đó. Cái món này cũng làm rất là đơn giản đấy các bạn. Ở dưới thì chúng ta có lót dưới nồi là để hai cái chân này. Đó, lót một ít gừng, một ít lá chanh để con gà cũng ngược lên. Hấp cho khoảng có 10 phút thôi. Thế mà chúng ta giờ đã có một món gà như thế này. Ở đây là các bạn sẽ xem cách của người dân tộc người nuôi chặt gà nhé, các bạn xem nhé. Có dòng suối trong xanh cuốn lượn quanh sườn núi Yên Bái quê hương em. Cái món này thì nó khác hơn món luộc là chỗ món này nó sẽ giữ được vị của con gà, thịt gà nó sẽ đậm hơn, ăn nó sẽ ngon hơn. Tôi đang người mông đã xuống núi định cư, người ta thường nói là nhất thủ cái đầu thì anh cũng không cái đầu và cái phao câu thì tôi sẽ hay ăn nhất. Nhường đất cho mọi người cũng nói chỗ đấy là những cái chỗ ngon nhất các bạn.
tiên là chúng ta chặt cổ với chặt thao câu. Bây giờ chúng ta sẽ mời anh ở lại yên bái cùng em. Các bạn có thể thấy con gà nó vẫn còn nguyên này, mà nhìn nó vẫn giữ nguyên được cái chặt gà, nó cũng là một cái nghệ thuật đấy các bạn ạ, không phải ai cũng chặt được đâu. Các bạn nhé, tôi ăn thử nhiều nha này. Tuyệt vời các bạn ơi. Hy vọng là xem xong cái clip này các bạn có thể tự làm cho gia đình mình một cái món gà đồi hấp lá chanh các bạn nhé. Rất là đơn giản thôi. Rất mong các bạn hãy ấn nút subscribe, đăng ký kênh của mình để có thể xem những video tiếp theo của mình và có thể thưởng thức những cái món ăn ẩm thực của cái miền Yên Bái, đặc biệt là của người dân tộc Mông mình nhé các bạn nhé. Sau khi mình xong mình sẽ cho lên mâm các bạn ạ. Mâm cỗ chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng mà rất là ngon. Quê mình thì ăn rất là đạm bạc, một đĩa gà, một đĩa đỗ xào, một lòng gà và một bát canh. Xin mời các bạn hãy cùng ăn với mình nhé. Chào các bạn, hẹn các bạn ở những video tiếp theo.